Một bất động sản sở hữu hai mặt tiền trước sau quý vị ơi. Với lô đất này chúng ta có thể xây dựng nhà trọ, xây dựng mặt bằng kinh doanh và cách chợ trước mắt chúng ta. Đó, cách chợ cũng chỉ 300 m để chúng ta tới chợ Minh Thành rồi. Và ở đây quý vị ơi, vị trí đất có hai mặt tiền trước sau nha. Đây, mặt tiền đằng trước là mặt tiền đường nhựa đây ạ, với lộ giới 16 m và mặt tiền đằng sau quý vị. Mặt tiền đằng sau là đường bê tông quý vị ạ, đường bê tông của dân. Đó, đường bê tông 6 m nha. Đấy, lô đất của chúng ta có vị thế đất bằng phẳng nha. Bằng phẳng và rất là sạch sẽ. Đó, mặt tiền đằng sau đây quý vị. Những ngôi nhà này là nằm mặt tiền trước của những ngôi nhà mái ngói này là mặt tiền quốc lộ 14. Và mặt tiền sau là mặt tiền bê tông của dân. Chúng ta có thể thấy dân người ta đi lại đây. Đi lại trên mặt tiền đường bê tông này. Đó, và tất cả những cái trục đường này đều thông ra ủy ban. Đều ra chợ hết nha quý vị. Và những căn nhà mặt tiền đường quốc lộ 14 là những căn nhà rất là lớn nha những căn nhà có điều kiện tại khu vực này và ở đây đất tại mặt tiền đường quốc lộ 14 hiện tại dao động từ 600 cho đến 700 triệu trên một mét ngang và chúng ta chỉ cần xây dựng vào đây thôi với lô đất này quý vị với lô đất này giá của ngày hôm nay giá của ngày hôm nay chỉ vào 6 triệu một mét vuông quý vị ạ 6 triệu một mét vuông và vị trí đất của chúng ta à, có diện tích là ngang năm nha sâu cho 40 và phun thổ cư ưu điểm là được xây dựng tự do nha À trọng thơ xin đính chính lại là lô đất của chúng ta có giá hiện tại là 4 triệu 8 một mét vuông thôi nha quý vị 4 triệu 8 thôi à, 6 triệu là trọng thơ đang tính cái lô vào 150 mét vuông á. Lô này 200 mét vuông Và giá chỉ bằng lô 150 mét vuông thôi quý vị ạ à. 200 mét vuông mà giá hiện tại chưa đến 900 triệu quý vị Chỉ hơn 800 thôi là sở hữu được một lô đất Nằm trên mặt tiền đường à, nhựa và sở hữu hai mặt tiền đường rồi hai mặt tiền đường Đường đằng trước Đây ạ à, Mặt tiền đường nhựa lộ giới 16 m thông dài. Dân cư đông đúc ạ. Ở đây có quán cà phê, có công ty sĩ nghiệp, rồi có những hộ kinh doanh, rồi có sửa quần áo này, quán cà phê Hai Cha này, à, Nấu ăn công nghiệp này và di chuyển hai chợ cũng chỉ 300 m, hoa ra ủy ban trường học cũng chỉ 500 m. Nhanh tay gọi trọng thơ để chúng ta sở hữu lô đất cực đẹp này nha.